lên đây giùm anh. Đúng, chính xác. Rồi bây giờ ha, anh sẽ để cái lá bài này như đây nha, để nó vào. Ok ha, để nó vào. Rồi bây giờ anh làm ở đây, anh sẽ vẽ lên đây. Yeah. Anh sẽ vẽ nó lên đây, mình dấu cộng đi. Đây. Rồi. Rồi. Bây giờ em nhìn vô đây ha. Rồi, bây giờ coi nè. 2, 3. Rồi, nè coi. Mà chữ ký quay coi chữ gì không? Hay vậy anh? Hay vậy á? Hay vậy?